có thể là họ là người nhỉnh hơn rồi, thì huấn luyện viên Ryu cùng với cả 5 thành viên của Xbox sẽ cần phải làm tốt hơn. Còn đối với cả Đông Sim, liệu rằng họ có bứt phá được ở trong cặp B3 này hay không, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời. Cơ hội của League Xbox là vẫn còn và rõ ràng rồi. Họ sẽ cần phải hạ gục Đông Sim nhanh và gọn ở trong ngày thi đấu hôm nay. Đó là cái mục tiêu mà Ryu cũng như là những người học trò của anh ta cần phải đạt được ở trong cái game đấu B3 này. Đông Sim Rafford ở bên phía của đội xanh và League Xbox ở bên phía của đội đỏ ở trong vòng đấu thứ nhất. Chúng ta có những sự lựa chọn cấm khá là hợp với meta. Tristana Senzuani bị loại bỏ đến từ Đông Sim. Còn với League Xbox thì tôi tin rằng Nico Lập Lăng sẽ là những lựa chọn cấm của họ ở trong vòng đấu này. Bên phía của Đông Sim thì họ có thể lấy đi thêm một cái vị tướng, đó chính là con Vi nữa. Con Vi có thể bị cấm đến từ Đông Sim, còn Nila là cấm. Đây là một chút cá nhân nha. Cá nhân là nhắm thẳng vào Jigu luôn, bởi vì Jigu cũng là một trong số người chơi mà đang vận hành con Nila tương đối là khó chịu ở thời điểm hiện tại. Không có cái con bài này nữa rồi. Và bên phía của Lisbon họ vẫn còn một cái sự chọn nữa. Còn quay trở lại vị trí của Đông Sim này, bây giờ thì còn Vi và Ani được để hở ra thì phải chọn một, và lựa chọn là Ani. Vậy thì bây giờ liệu rằng Đông Sim họ sẽ đưa ra quyết định của mình như thế nào này? Có rất nhiều những con tướng first pick khỏe ở thời điểm hiện tại. Chúng ta vẫn còn những con bài như là Rayton được trên Jax, rồi thì cả Milio, Lập Lăng. Vì thì quyết định đến từ bên phía của League Xbox vẫn sẽ là Lập Lăng ở khu vực đứng giữa, bị loại bỏ đi ở vị trí của Fiesta. Như vậy đây có thể sẽ là một con Vi được khóa lại sớm dành cho Selvi để anh ta có thể bắt cặp cùng với một con tướng nào đó. Vi và Ri vẫn là combo đang khá là mạnh ở thời điểm hiện tại. Và liệu Đông Sim có muốn hướng tới một cái combo này ở khu vực đứng giữa hay không, hay là họ sẽ muốn chơi một con tướng carry ở giai đoạn sau dành cho Fiesta, đó là Azir dành cho đứng giữa của Đông Sim. Câu trả lời đến từ League Xbox thì sao đây? Thường thì chúng ta thấy ở LCK ở phiên bản 13.12 thì các đội, đặc biệt là tuần thi đấu này, thì các đội bắt đầu vận hành theo kiểu là họ lựa chọn những cái chất tướng mạnh ở nửa trên của bản đồ. Đá xấu Rayton này, Jax, rồi thì những con bài có một cái khả năng tấn công mạnh như Vi hay thậm chí là cả Ari nữa. Quyết định đến từ bên phía của League Xbox là họ lựa chọn dừng và đủ trên một cách rất là nhanh với Rayton trong tay của Clear, và Wheeler sẽ lựa chọn cho mình Maokai ở trong bản đồ này. Cũng có một chút hơi nhùng tới từ bên phía của Lissanbox khi họ không lựa cho mình là Rayton cùng với cả Vi, chứ nếu như có thì sẽ tạo nên, sẽ hình thành được một cái cánh trên tương đối là khỏe ở giai đoạn từ cấp 3 cho tới cấp 6 tiến từ của Lissanbox, và họ có thể để cho Closer chơi thêm một con tướng có thể đảo đường sớm ở khu đường giữa để giúp cho Clear có được thêm lợi thế. Và bên phía Lissanbox thì họ cũng đang đưa ra một cái đấu pháp tương đối là rõ ràng là họ đang muốn ưu tiên người chơi đường trên của mình là Clear, cũng giống như cái cách mà các đội tuyển ở bên phía đội đỏ thường cấm chọn ở giai đoạn hiện tại. Còn quay trở lại Đông Sim, và đó, cánh trên là ưu tiên hẳn luôn với Poppy và Cassante. Một tướng tủ đến từ DNDN. Chúng ta vẫn gọi vui DNDN là One Champ Sante của LCK, thì ngày hôm nay anh ta tiếp tục mang con tướng này ra để đối đầu với lại Lissabox ở phía bên kia. Còn câu trả lời đến từ Lissabox thì sao đây? Họ đã biết được rằng Azir này sẽ là Azir đứng giữa của Fiesta và lựa chọn đến từ Closer là một con Yone. Khi mà bạn có Maokai thì những cái lựa chọn sát thương vật lý như là Jay, như là Yone sẽ được có thể được vận hành đến từ Lissabox, và quyết định sẽ là một con tướng tạo đột biến dành cho Closer ở khu vực đứng giữa. Và chất tướng Yone là hợp lý rồi. Redicton và Yone, một cái áp lực từ rất sớm dành cho bên phía của Lissabox ở cánh trên. Còn quay trở lại với Phase 2 thì hai bên sẽ nhắm hoàn toàn những cái lực cấm của mình xuống đường dưới mà thôi. Kai'Sa, Sayah, những vị tướng đang rất là hot, thậm chí là những vị tướng hỗ trợ hot ở thời điểm hiện tại. Rell, Nautilus cũng sẽ bị loại bỏ đến từ cả Đông Sim và Lissabox. Nếu như bây giờ bên phía của Lissabox họ muốn có thêm một chút cái nguồn sát thương hỗn hợp nữa thì vẫn có thể có cho mình cái sự lựa chọn là Kai'Sa ở khu đường dưới, đang là một cái sự lựa chọn là thực sự rất được ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Còn bên phía Đông Sim thì dường như họ cũng có đủ rồi với một con Azir mang cái sát thương theo thời gian phép, tức là đã khá là ok rồi, để cho Jigu thêm một carry nữa thôi là được. Và Đông Sim thì họ đang nhắm nhiều vào vị trí hỗ trợ của Kael, đứng tước đi con tướng mà Kael đánh rất là chắc tay là Nautilus đã. Liệu có ban Rell đến từ Lissabox hay không? Họ sẽ là những người được chọn trước ở Phase 2 và có thể sẽ họ sẽ khóa lại Kai'Sa cho Teddy từ sớm thì sao? Varus cũng sẽ là một con bài nằm trong tầm tranh chấp của cả Ziu và Teddy, và quyết định đến từ Lissabox là họ ban Aphelios. Còn Đông Sim rõ ràng rồi, họ hiểu được ý đồ đến từ bên phía của đối phương và họ ban Kai'Sa là hoàn toàn hợp lý. Varus đang là một chất tướng ưu tiên còn lại ở vị trí xạ thủ, và liệu đây có phải là lựa chọn luôn dành cho Teddy ở khu vực đứng dưới hay không, hay sẽ làm con Rell được khóa lại sớm. Những quyết định đến từ Teddy có vẻ như sẽ là một con Ash ở phiên bản 13.12, một tướng xạ thủ đang thực sự là rất mạnh ở xếp hạng đơn ở thời điểm tại. Cái tầm hoạt động cũng như là cái khả năng đi đường rất triệt để đến từ Ash, và đặc biệt đây là con bài có khả năng có một cái con
có một cái kỹ năng để bạn mở trong những tình huống giao tranh, đó là đá cầu tiến, thì lựa chọn này là hợp lý dành cho bên phía của Lucien Bock. Còn với Nongshim Rafforth, họ có thể sẽ chơi Real cộng với lại Sabira chăng, một cặp đôi rất mạnh ở khả năng băng vào, và bên phía của Nongshim đã thực sự rất chiến ở trong những cái giai đoạn đầu tiên, đặc biệt là ngưỡng cấp độ 6. Varus cộng Real dành cho Ziu và Peter. Còn với Lucien Bock thì họ đang muốn chơi gì đây? Có thể sẽ là Milio cộng với lại Ash dành cho Teddy và Kael nha. Vâng ạ, bản thân tôi cũng khá là thích cái sự lựa chọn Milio ở thời điểm hiện tại đối với cả Kael, khi mà cái hiệu ứng khống chế mà Nongshim có là khá nhiều. Nếu như có Milio thì sẽ giải tỏa bớt một chút áp lực dành cho Teddy. Còn đối với cả Kael thì lựa chọn rằng là sẽ muốn giải tỏa áp lực theo một kiểu khác, tức là lấy một con tướng là làm một cái bức tường chặn giữa cái nguồn sát thương mà Teddy phải gặp phải, đó chính là Brom. Cặp đôi cũng có khả năng giao tranh cực kỳ tốt ở đoạn đầu trận dành cho bên phía của Lucien Bock. Và mặc dù là cả hai đội tuyển đều đang khá là quan tâm tới khu vực nửa trên của bản đồ với những sự lựa chọn ưu tiên, nhưng ta thấy rằng là ở đường dưới chắc chắn là cũng sẽ rất nóng. Tao đồng ý, Brom và Ash là một cặp đôi rất là mạnh và áp lực landing của họ là tương đối lớn, với nội tại đánh ngất ngư cũng như là những tình huống làm chậm liên tục với tiên băng mà Teddy có thể tạo ra ở trong giai đoạn ban đầu, và cầm luôn kiệt sức đến từ Teddy cho nó chắc chắn, với việc là anh ta sẽ phải bị chịu áp lực đến từ rất là nhiều nguồn ở trong ván đấu này, Sante của DNDN rồi thậm chí là cả Poppy và cả những tình huống mở đến từ Peter nữa. Một đội hình khá là thuần về mặt giao tranh đến từ bên phía của Nongshim Rafforth, còn đội hình bên phía của Lucien Bock là họ đang muốn có được nhiều hơn những cái áp lực ở trong giai đoạn đầu, và đặc biệt là cái khả năng đi đường đến từ bộ đôi đường dưới Ash và Brom trong tay của Teddy và Kael. Điều kiện thắng đến từ cả hai bên vẫn sẽ nằm ở khu vực đường dưới mà thôi, và phần nào đó sẽ là một cái kèo đối đầu ở khu vực đường trên, khi mà Sante của DNDN sẽ chạm mặt Clear, người sẽ có trận debut tại trận debut LCK tại trong ván đấu này, khi phải đối đầu với lại Sante của đối phương, để xem là cái cách đi đường cũng như cách thể hiện đến từ Clear sẽ là như thế nào. Và đấu giữa Nongshim Rafforth và Lucien Bock, và hai đội rõ ràng là có những cái cơ sở để có thể vận hành đội hình của mình, với Nongshim là hai carry Azir và Varus, còn với Lucien Bock là với khả năng đi đường rất mạnh và khả năng mang cắt vào, với đội hình có Yone và Rayton đứng trên. Vâng ạ, thưa các bạn khán giả, chúng ta hãy cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên trong cặp bèo bà giữa Nongshim Rafforth và Lucien Bock trong khuôn khổ LCK mùa hè 2023 giai đoạn lượt về, đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng Facebook, YouTube, GG Live cũng như là TikTok và bản quyền với Boxsport. Và chúng ta hãy cùng nhau tới luôn với những diễn biến chính của ván thi đấu này. Cả hai đội tuyển đều đang mang ra cho mình những cái sự lựa chọn mang thiên hướng khá là truyền thống mà thôi. Một đội hình có nguồn sức tự hỗn hợp, có khả năng giao tranh tổng tốt, chứ không có bất cứ một cái đường nào là phải yêu cầu quá cao là về mặt là phải cần có những lợi thế từ sớm cả. Vậy nên là ngoại trừ được giữa ra thôi thì còn lại tôi nghĩ rằng là cái tốc độ của bàn thi đấu sẽ được kéo khá là chậm tới từ cả Nongshim và Lucien Bock. Kèo đấu không được giữa sẽ là một kèo tay ngắn tay dài, và closer sẽ cần phải rất là để ý, và đặc biệt là cái ngọc tái tổ hợp mà anh ta mang không có khả năng hồi phục nữa với nhiệt độ chết người. Anh ta cầm khiên Doran và có vẻ như sẽ cầm thêm cả ngọn gió thứ hai để chủ đường với cái khả năng cấu rỉa đến từ Asia trong tay của Fiesta. Cánh dưới tôi tin nó sẽ là điểm nóng, khi mà cả hai cặp đôi đến từ đôi bên đều có một khả năng tấn công rất mạnh ở trong giai đoạn đầu, với Peter và Ziu là những tình huống mưa tên làm chậm cũng như là những tình huống dùng hắc kim thuật và cả cái xuyên tập kích để có thể giữ chân hai thành viên của Lucien Bock, phối hợp với lại Poppy trong tay của Selvi. Còn với Teddy và Kael thì sẽ là những tình huống đọc băng làm chậm liên tục đến từ tiên băng của Teddy cũng như là cái nội tại đánh ngất ngư, một nội tại rất mạnh ở trong giai đoạn ban đầu, với chất tướng Brom tới từ hỗ trợ bên phía của Lucien Bock. Vòng dừng thì sao đây? Khởi đầu ở bãi chim đến từ Wheeler, còn khởi đầu ở mùa xanh đến từ vị trí của Selvi, và đều sẽ giật xuống cánh dưới. Rõ ràng rồi, điểm nóng sẽ nằm ở khu vực đường dưới đến từ cả đôi bên. Khu vực đường trên sẽ là một cái kèo đấu gần như là tự chơi ở trong giai đoạn ban đầu. Và đấy, chúng ta vừa nói xong thì liên tiếp là những tình huống trao đổi chiêu rất gắt đến từ cả hai cặp đôi, và người lợi thế về máu hơn là cặp đôi của Lucien Bock. Bên phía của Lucien Bock thì họ hoàn toàn có rất nhiều cái lối chơi để có thể vận hành ở khu vực đường dưới. Họ đánh bị động cũng được. Brom là một trong những con tướng có khả năng giao tranh lùi cực kỳ tốt, và nếu như họ muốn đánh tấn công thì cũng sẽ rất dễ mà thôi. Còn bên phía của Jigu và Peter thì đang phải nỗ lực để có thể đạt được cái tốc độ đẩy đường bằng với cả Teddy bên phía bên kia, bởi tốc độ dọn lính là rất là nhanh. Nhưng mà vừa nói xong thôi, Teddy mất luôn thanh tẩy bằng một tình huống bị dính làm trắng từ Peter. Và tưởng chừng những người đẩy lên là những người có lợi thế, thì Jigu và Peter cũng rất biết cách để làm sao đòi được lại. Nhưng Teddy vừa rồi có một pha ứng tiễn, và với chất tướng Ash, anh ta có khả năng phát hiện ra cái vòng rừng mà Selvi khởi đầu, với việc là Selvi đang ở bãi chim. Cặp đôi Teddy và Kael sẽ đánh thủ thôi, và cái
phép bổ trợ mà Teddy cũng như là Kyle mang là một cái bộ phép bổ trợ thực sự rất thủ, khi mà họ cầm cả thanh tẩy của Teddy và cầm cả một cái hồi máu đến từ Kyle cho nó chắc cú với khả năng đi đường của mình. Còn Maokai trong tay của Wheeler thì cũng đang ở khu vực bùa xanh, anh ta sẽ hoàn thành cho mình 6 bãi quái vật rừng, và nếu như cái thế lính đẩy ở khu vực đứng dưới tốt như thế này, cua dưới khả năng cao sẽ nằm trong tầm kiểm soát đến từ người đi rừng của Lissabon. Các thành viên bên phía của Lissabon như đã chia sẻ, đã có thông tin của Siêu Vi rồi, quan trọng là chính vì điều đó nên Teddy và KL đang phải đẩy nhanh cái tốc độ đẩy lính của mình. Và sau khi hoàn thành xong cho mình 3 con lính này thì Jigu cũng đạt được cái chỉ số lính ngang bằng với cả Teddy thôi. Ở đường dưới vẫn đang là một cuộc cạnh tranh tương đối là ngang bằng nhau. Cái quan trọng là bây giờ Wheeler sẽ có mặt ở khu vực sông dưới trước và đang ăn con cua rồi. Thậm chí rằng là hoàn toàn có thể lên cua trên được luôn nha, nếu như có thông tin là lên được luôn, bởi vì là Closer đường giữa đang đẩy. Lính này hơn nhiều nhưng mà Closer sẽ clear nhanh nếu như mà muốn hỗ trợ cho Wheeler để ăn hai cua. Tôi nghĩ là có thể sẽ là một cái vòng rừng hai cua đến từ Wheeler, khi mà ở cánh trên thì Rayton trong tay của Clear chủ động di chuyển ra để có thể gây áp lực. Anh ta đánh hạt hoa soi sáng và cắm một con mắt vật tổ vào trong cái khu vực bãi cóc. Và đây sẽ là tình huống đi ngang đường giữa đến từ Wheeler gây áp lực ở chiều Closer với tình huống Q3. Lấy rất nhiều máu của Fiesta. Và đây có thể sẽ là hai cua rồi, chắc chắn luôn hai cua dành cho Wheeler. Tốc độ của bản đấu diễn ra tương đối là chậm ở khoảng tầm 4 phút đầu tiên, nhưng Lissabon họ đang muốn chứng tỏ được cái sự chủ động của mình bằng việc di chuyển và kiểm soát cái lượng mục tiêu đầu tiên dành cho người chơi đi rừng là Wheeler. Sẽ là một cái khởi đầu nhỉnh hơn dành cho Wheeler, cũng chưa phải là một cái điều gì đó quá đáng nói ở thời điểm tại. Tuy nhiên thấy rằng là các khu vực đường của Lissabon họ cũng đang rất sẵn sàng để chuẩn bị cho một tình huống tập trung lại mục tiêu khi mà cái sự chủ động đang rất là cao như thế này. Vòng rừng cực kỳ là khép kín đến từ Wheeler, sau khi anh ta ăn hai cua thì anh ta sẽ trở lại ở bãi chim và sau đó là bãi người đá, một nhịp bấm B về nhà và hướng xuống cánh dưới với bãi cóc vừa sinh ra và bãi sói tương tự là như vậy. Đây sẽ là một cái vòng rừng rất là kín đến từ người đi rừng bên phía của Lissabon và anh ta sẽ đạt được cho mình cấp độ 6. Tôi nghĩ là sớm hơn rất là nhiều so với lại Selvi khi mà anh ta có được cho mình hai cua khởi đầu. Lissabon đang làm rất là tốt ở cả ba đường nha. Đứng trên clear là người đẩy tốt hơn so với lại Sante của DNDN. Đứng giữa cũng đang là như vậy với những tình huống bắn máu và đẩy đường liên tục ở vị trí của Closer với khiên Doran khởi đầu và cả một cái ngọn gió thứ hai ở điểm ngọc tái tổ hợp nữa. Ba đường đều đẩy tốt. Cái khoảng trống được tạo ra để Wheeler có những tình huống di chuyển và gây áp lực vào phần sân của đối phương là có. Nhưng Maokai là một chất tướng và ít nhất là bạn sẽ cần phải có được cấp độ 6 để có được nhiều áp lực hơn, đặc biệt là hướng xuống cánh dưới với combo đại bằng tiễn cũng như là quyền lực thiên nhiên mà chúng ta cùng nhìn lại tình huống ở cánh trên. Pha ngắt bấm B về nhà không thành công đến từ DNDN và clear đơn giản là bấm B về nhà sau đó quay trở lại với một cái dây thép gai. Ở đây sẽ là một vẫn là con Rayton chưa biết mà thôi. Tình huống outplay rất đơn giản đến từ Closer với pha thoát được cú chiêu cuối đến từ Fiesta. Thậm chí anh ta đoạt mạnh quay trở lại chào đón luôn nhưng chiêu hụt hơi nhiều. Tốc biến ủi vai và ép tốc biến của Closer, có cả KL di chuyển ra và cả Peter nữa. 3 đánh 3 nhưng không ai nằm xuống cả. Tốc biến của người chơi đường giữa bên phía Lissabon đổi lấy tốc biến của Sylvie là người chơi đi rừng của Nông Chim. Vậy cũng không phải là một cái điều gì đó quá tệ lắm. Tôi nghĩ rằng Nông Chim họ cũng có quyền hài lòng với cái pha trao đổi vừa rồi. Họ giữ được Fiesta an toàn, họ lấy tốc biến của Closer, tức là lần tiếp theo mà Sylvie có mặt ở khu vực đường giữa thì có thể rằng là Closer sẽ phải cẩn thận. Nhưng bây giờ này, cái sự chủ động ở khu vực đường dưới là rất là nhiều. Khi mà Fiesta bị bào máu đi rất thấp và anh ta không có dịch chuyển, Sylvie thì mất tốc biến rồi, không có cơ sở để ăn rồng nữa và sẽ là mục tiêu lớn đầu tiên dành cho bên phía của Lissabon. Rất áp lực. Thực sự là Closer rất áp lực trong pha vừa rồi. Anh ta dùng cái xuất hồn và nhập hồn của mình để outplay tình huống chiêu cuối của Fiesta với phân chia thiên hạ. Rồi sau đó anh ta đoạt mạnh áp sát. Mặc dù cái đoạt mạnh nó không trúng nhưng vẫn làm những cái tình huống can thiệp để khiến cho cái lượng máu của Fiesta thấp. Bắt buộc Selvi phải có một tình huống di chuyển ra và cái nhịp phản công đến từ Selvi. Mặc dù rất quyết đoán rồi nhưng anh ta cũng không thể làm được gì quá nhiều ngoại trừ cái việc đổi tốc biến với lại vị trí của Closer cả. Ưu thế phần nào đó vẫn sẽ thuộc về bên phía của Lissabon thôi, mà mặc dù là một tình huống trao đổi ngang về phép bổ trợ nhưng là con rồng nguyên tố đầu tiên dành cho Lissabon ở cánh dưới với khả năng đi đường đang là tốt hơn của họ ở 8 phút ban đầu. Sau khi có được cái thông tin rằng là người chơi đi rừng của Lissabon đang ở nửa dưới rồi thì CV tiến ngay lên khu vực bùa đỏ của Lissabon để cắm ra một con mắt kiểm soát vào rất sâu ở trong phần rừng của bên phía Lissabon nha. Bên phía của Nông Sim họ sẽ có được cái thông tin là khi nào Wheeler sẽ xuất hiện ở cái vòng rừng tiếp theo của mình và từ đó sẽ lấy cái cơ sở để Nông Chim có thể kiểm soát được con sứ giả nếu như họ muốn nữa. Ở đường trên thì DNDN lại là người bị đẩy nhá. Clear đang có một trận đấu để build tương đối là ổn, không tệ một chút nào cả. Chỉ số lính đang hơn so với cả DNDN, đẩy lúc nào cũng đẩy cao. Và bây giờ đó, Wheeler lên đường trên này lấy lợi thế là ở đường giữa Closer với được người Fiesta. Có đường trên để người di chuyển trước tấn công người vị trí của Sylvie. Sylvie phải bỏ chạy rồi. Sẽ bị làm chậm lại tình huống này không? Này không bị làm chậm bởi cái chồi cuộn trộn cây của Wheeler. Wheeler không nhiều năng lượng nữa, buộc phải lui về. Ở đường dưới giao tranh nổ ra, nhưng đó là mở từ Teddy mà thôi. Còn nếu không dính
thì không cần phải lao lên nữa. Trước đó đã là một pha dùng sợi xích tội lỗi đấy từ Ziu để lấy đi phép bổ trợ thanh tẩy ở vị trí của Teddy rồi. Cánh trên thì là một pha mà Maokai trong tay của Willow đầu tư tốc biến với việc là anh ta biết được rằng Selvie không còn tốc biến nữa. Nhưng khả năng áp sát đến từ Closer và cánh đường trên thì Clear cũng tới không kịp. Không phải là một pha bắt vớ thành công nhưng đây vẫn là một nhịp ăn sứ giả rất mạo hiểm, đoạt mệnh vào thẳng đến từ Closer luôn. Nhưng đó là tình huống chiêu cuối đến từ vị trí của Selvie. Anh ta ngắt chiêu cuối ở những cái nhịp cuối cùng. Fiesta dính trồi non và mất đăng tương đối là nhiều máu. Còn ở cánh trên này là một tình huống mà DNDN thấp báo chuyển dạo lên từ vị trí của DNDN. Bế một người về đó là Willow. Người không có tốc biến nữa. Willow lên bảng điểm số là chắc kèo rồi. Kael cũng đang bị kẹt lại trong tình huống này. Phần chia hiện đã đẩy hai người ra tốt. Liệu băng thẳng vào với thần ca sấu. Anh ta hạ sát được thành công DNDN. Nhưng Closer thì sao đây? Không có tốc biến đến từ Closer. Vẫn đang cố gắng dễ dùa ăn xuyên tốc đích bị làm choáng. Closer có cú quý ba thành công. Và điểm hạ gục thứ hai dành cho người đi dự được trên bên phía của Lipsambok. Một trận debut mà Clear đang có được hai mạng đầu và thậm chí là Peter có thể là mạng thứ ba như không. Peter dùng hắc kim thuật để có thể đào thoát về. 1-2. Một chút lợi thế dành cho bên phía của Lipsambok ở trong tình huống vừa rồi. Không, chính xác là 2-2. Và hai bên hài lòng và rút lui với việc là bấm B về nhà. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là tình huống bấm B về nhà thành công với chính của Selvie. Mà đúng thật là chúng ta vừa được xem một tình huống giao tranh cũng khá là mãn đôi nhãn tới từ Lipsambok và Nongshim. Khởi đầu là một pha lao vào từ Closer, nhưng mà chúng ta cùng để ý xem là con Yone của anh ta có quay được bao nhiêu thời gian. Còn pha này, DNDN chọn mục tiêu cực kỳ hợp lý luôn, đó chính là Willow cực kỳ đơn độc sau khi bị đẩy sang bên kia bờ tường. Và ngay lập tức hạ sát được cái thân đi từ đối phương. Quan trọng là các thành viên bên phía Đông Chim họ cũng tràn vào cho thành, họ mặc kệ con sứ giả đó đã. Và để cho Clear cũng là Closer có rất nhiều thời gian. Cái nguồn sát thương của Sylvie bị hạn chế bởi vì anh ta lui ra khỏi giao tranh. Còn Peter thì chỉ là một con tướng hỗ trợ thôi, không có cơ sở để có thể hạ gục ai cả. Thậm chí anh ta còn chưa có cho mình cấp 6. Và Clear cũng là Closer có cho mình được một tình huống đổi được mạng vô cùng thành công. Quan trọng là tài nguyên được dùng đến từ Đông Chim Raptor trong pha vừa rồi là quá nhiều. Trong khi đó thì Lipsambok họ vẫn còn một cái quyền lực thiên nhiên cho phép Lipsambok tiến ra tiếp tục kiểm soát con sứ giả khe đất đầu tiên của bản đấu. Sẽ là hai mục tiêu lớn dành cho Lipsambok ở khoảng tầm 10 phút giây ban đầu. Mặc dù là tình huống 2-2 nhưng mà có thể thấy được rằng cái sức sát thương và đặc biệt là khả năng càn lướt đến từ Brayton có thần cá sấu là lớn đến như thế nào. Selvie chuẩn bị bé như ngư, anh ta bị làm chậm liên tục dính đại bằng tiến, nhưng sát thương là chưa đủ đến từ một đôi bên phía của Lipsambok vẫn cướp cờ xanh thành công với một tình huống trừng phạt. Và sau đó bộ đôi đến từ bên phía của Đông Chim Raptor cũng rút lui thành công. Còn đây sẽ là pha thả sứ giả ở khu vực đường giữa đến từ Willow. Và sứ giả sẽ hút thêm để có thêm lượng giáp trụ dành cho cái rừng của Lipsambok. Một cái lượng kinh tế chắc chắn sẽ là nhỉnh hơn cái mức thế của Lipsambok rồi. Nhưng mà con số không phải là quá nhiều. Nó cũng rơi vào khoảng tầm 500-600 vàng mà thôi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại đó là một cái tiền đề tốt để cho bên phía Lipsambok họ có thể dễ dàng triển khai những mục tiêu tiếp theo. Bởi vì cái trụ một đường giữa của bên phía Đông Chim không còn nhiều máu nữa rồi. Và nhìn cái áp lực của Closer này, Closer đang bị out level nhẹ tới từ Fiesta, nhưng lúc nào cũng để cho Fiesta phải đứng lùi sát về phía cái trụ của mình. Thì nếu như giả thuyết là Lipsambok họ có được con sứ giả thứ hai thì khi đó khu vực đường giữa chắc chắn sẽ rất bận rộn. Còn đường trên là mới kèo đấu mà Clear đang có một trận debut như trong mơ luôn. Anh ta đang làm con Raiden 2-0. Vâng. Phạm hơn 15 chỉ số lính so với lại tướng tủ Sante của DNDN ở bên kia. Và những cái áp lực ở cánh trên là vẫn có, bỏ qua sát thương của DNDN luôn để tấn công với tàn phá hủy diệt. DNDN đã cố gắng để có thể không cho đối phương lấy giáp trụ nhưng vẫn là giáp trụ thành công. Sau đó Clear anh ta sẽ proxy lính mà thôi, còn Ziu đang bị làm chậm rất khó chịu. Có luôn hắc kim thuật sức hút kinh hoàng đến từ vị trí của Peter, xuyên tấn kích hai người ép tốc biến cũng như là thanh tẩy đến từ vị trí của Teddy. Quay trở lại trả đòn làm chậm liên tục đến từ xạ thủ bên phía của Lipsambok. Một cái khoảng cách tương đối là xa và rõ ràng là sẽ không đủ sát thương, nhưng nó cho thấy được rằng là cái áp lực cũng như là những cái sức sát thương và tình huống 2-3 vừa rồi là tốt hơn dành cho bộ đôi bên phía của Lipsambok. Chúng ta vừa được minh chứng cái nguồn sức mạnh của cái cặp đôi Ash cùng với cả Brom là như thế nào. Những cái đòn đánh thường thật sự rất khó chịu tới từ Teddy, nó khiến cho Zivu phải lùi sâu ra khỏi giao tranh. Và Sylvie phải có mặt thì mới giúp cho xạ thủ của mình giữ lại cho mình cái tốc biến. Bây giờ là Peter gặp nguy hiểm, Peter phải dùng tiêu để có thể nhảy về được. Nên Sylvie nhảy vào, giữ được cái đầu Teddy. Teddy mới giữ lại, Teddy rất tâm máu rồi, Teddy còn một chấm nữa mà thôi. Và Teddy cuối cùng đã phải nằm xuống. Nhưng sau đó là Clear tới. Clear giúp cho Willow có một điểm bảo gục. Sylvie đang người phải lui về. Bây giờ thì Closer mới có mặt. Nhưng có vẻ như giao tranh đã tan rồi. Khi mà Clear dịch chuyển xuống với thần cá sấu thì chắc chắn là Nomsi Raphox sẽ phải cắm đầu cắm cổ mà có thể bỏ chạy. Một pha play rất tốt đấy từ Gula khi mà anh ta dùng cái bụi cây quỷ dị để thoát khỏi một pha đẩy văng đi đến từ Fiesta với phần trên thiên hạ. Còn đây là một góc dùng tên xuyên phá hơi sớm đấy từ Ziu, và thậm chí cái tên xuyên phá vừa rồi nó còn không đủ tầm cơ để chạm vào con rồng. Rồng 2 dành cho bên phía của Lipsambok, mặc dù vẫn là tình huống đổi cân về mạng khi mà Teddy không còn phép bổ trợ, bị kẹt lại với tình huống tốc biến ủi vai vào tường ở vị trí của Selvie. Nhưng vẫn là thêm một mục tiêu lớn nữa dành cho bên phía của Lipsambok, và sẽ là thêm một giáp trụ nữa dành cho Closer ở khu vực đứng giữa.
Đứng trên là 3 giáp trụ với khả năng đi đường tốt đến từ vị trí của Clear. Đứng giữa chuẩn bị là 4 giáp trụ với cái khả năng đẩy đến từ Closer và một con sứ giả được thả từ sớm dành cho các thành viên bên phía của Lissabon. Giai đoạn đi đường đang thực sự là ổn áp hơn rất nhiều dành cho Teddy và đồng đội. Tôi nghĩ rằng là có thể nói thì hơi sớm nhưng mà đây là rồng đất nha. Linh hồn rồng đất mà có dành cho bên phía của Lissabon thì con thần cá sấu này nó còn đến mức độ như nào nữa. Sẽ cực kỳ là khỏe trong một tình huống giao tranh luôn. Còn chúng ta hãy cùng xem lại cái pha này. Teddy anh ta bị dính rất nhiều chiêu, nhưng cái chiêu cuối của Sylvie đến cực kỳ kịp thời để câu thêm một chút thời gian. Nhưng đáng tiếc là không có ai có thể la vào để bảo kê được xạ thủ của Lissabon ở thời điểm đó cả. Một chấm máu thì một cái động tay thôi đã phải nằm rồi. Nhưng Clear cũng lại một lần nữa kịp thời xuất hiện để giúp cho bên phía Lissabon đổi mạng. Cái khả năng đổi mạng tới từ Lissabon hiện tại vẫn đang là tốt hơn. Còn xét về sự chủ động, nãy giờ Nông Sim mới là người đang làm nhỉnh hơn so với cả Lissabon. Rõ ràng là đội chủ động hơn đang là Nông Sim Redfox, nhưng đội kiểm soát được mục tiêu lớn tốt hơn và đặc biệt là những cái lượng giáp trụ được có ở trong giai đoạn đầu đang là tốt hơn, đó là Lissabon. Cánh trên thì kèo này rõ ràng DNDN không có cửa để lại một con Raiden đang là 201 và đã xong được chuyến huyết. Thêm một cái giày thủy ngân nữa và đây sẽ là pha di chuyển lên cánh trên nhưng ngay lập tức có tốc biến đến từ Peter để đổi tốc biến với Vula, nhưng như đó là tốc biến ma thuật đến từ vị trí Peter thì phải. Còn ở cánh trên này một pha bật thần cá sấu đến từ Vula nhưng sẽ thật là Clear, nhưng mà đó là pha chuyển dạng đến từ DNDN với lượng sát thương rất lớn với Sate Q3 chuẩn xác sẽ được nhường dành cho Jihu trong pha này. Nhưng không, Selvi là người ăn cái mạng vừa rồi với cái tactic ba mì. Còn ở khu vực đứng giữa thì sao đây, Fiesta đang bị bắt lại, tốc biến bắt buộc phải đầu tư, có tốc biến qua đánh ngất ngư thành công và Closer sẽ có được điểm bạo gục. Điểm bạo gục thứ tư dành cho bên phía của Lissabon. Còn ở cánh trên này Willow bị bắt lại thêm một lần nữa và lần này thì anh ta không còn tốc biến nữa và mạng lần này sẽ có dành cho Zigu. Mạng đã được nhường cho đúng người rồi, Fiesta phải nằm xuống nhưng cũng đã có được một chiến công dành cho người chơi xạ thủ của Nông Sim. Tuy nhiên ngược lại tôi thấy rằng tài nguyên mà Lissabon họ có còn thậm chí còn nhiều hơn cơ, khi mà đó là một chút khoảng trống để cho Teddy bào được cái lượng máu ở khu vực đường dưới. Và bây giờ này khi mà máu ở trụ đường dưới không còn nhiều nữa rồi thì bên phía Lissabon họ sẽ cử Clear xuống chuyển với không? Cái tàn phá hủy diệt và sớm sẽ là hai trụ dành cho bên phía của Lissabon. Khi có được trụ một và trụ một ở đường giữa và đường dưới rồi thì đường kiểm soát rồng nó sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn. Tôi tưởng đó là tình huống dịch chuyển đến từ Lissabon khi mà họ đang có dịch chuyển ở vị trí của Closer để bắt vào một con virus trong tay của Jihu ở đứng trên. Còn trước đó là pha mà Peter lấy được cái tốc biến của Willer, sau đó là tình huống bắt vào thần cá sấu của Clear. Clear lần này thì không có đồng đội bên cạnh nữa và mặc dù thì anh ta có quay rất lâu ở cái dạng thần của mình và anh ta khiến cho Selvie là người ăn cái mạng vừa rồi nha. Một chút những cái sự gọi là dễ dụa đến từ người chơi đứng trên bên phía của Lissabon. Còn ở khu đứng giữa thì rõ ràng rồi, Fiesta không có đường nào để anh ta thoát thân cả. Có tốc biến nhưng kể cả có là tốc biến thì cũng sẽ là những cái tình huống tốc biến lao theo đến từ Closer đánh ngất ngư và điểm hạ gục dành cho đường giữa của Lissabon. Khả năng combo nhìn cũng khá là tròn trịa tới từ con nhân mê của Closer nha. Còn ở đường trên thì pha này cũng không có gì cả. Jihu đổi cả cái tốc biến của mình để có thể tung ra chiêu cuối giữ chân được người trên đường đối phương lại. Sau đó là chính bản thân anh ta cũng đã lấy về cho mình một điểm hạ gục rồi. Nó sẽ là một điểm cộng tương đối là lớn dành cho Jihu. Khi mà ở thời điểm hiện tại, nếu mà so sánh về lượng đồ, chúng ta thấy rằng là hai xạ thủ đang có một sự chênh lệch và bây giờ là ở đường dưới có giao tranh nổ ra. Nạn nhân là Closer bị dính tất cả mọi thứ anh ta có thể dính được bởi hai cái vị tướng là Cassante và Poppy nằm xuống không kịp làm cái gì cả và sẽ là công trình dành cho Nông Sim Red Force. Người bất tỉnh mang tên Closer, pha mà trong hiệu ứng phải nói là quá khít đến từ bộ đôi bên phía của Nông Sim Red Force. Họ có ủi vai, họ có áp chế, họ có mở đường, họ có tất cả mọi thứ và tất cả các chiêu đến từ Nông Sim đều trúng. Thì một con Yone không còn tốc biến nữa, chỉ có chiêu cuối thôi, sẽ không có một cái cơ hội nào để có thể đào thoát. Và chúng ta cùng nhìn lại tình huống bắt vào Closer ở pha vừa rồi, một cú Q3 chuẩn xác, một pha mở đường đẩy về, tình huống ngay tức dùng cái không thể lay chuyển đến từ Selvi. Kể cả là có xuất hồn hay có đoạt mệnh đi chăng nữa thì Closer vẫn sẽ đi mà thôi. Mạng thứ 6 dành cho Nông Sim Redfox, nhưng như tôi đã nói, mặc dù Nông Sim đang dẫn về điểm hạ gục, những lượng tiền thì không có bất cứ một cái sự chênh lệch nào cả khi mà Lissabon vẫn đang là những người kiểm soát rất tốt các mục tiêu lớn trên bản đồ. Họ có hai rồng, họ có hai sứ giả. Ở đây chắc chắn sẽ là tình huống thả sứ giả có thể sẽ ở khu vực đường giữa để áp lực thêm vào cái trụ thứ hai khi mà Lissabon sẽ hướng ra mục tiêu còn lại, đó là con rồng nguyên tố thứ ba của bản đồ này. Vậy là cái quyết định mà như tôi dự đoán bên phía của Lissabon thì họ đã không làm, bởi vì họ vẫn muốn để lại Clear ở đường trên để họ có thể tìm kiếm được cái khả năng kiểm soát của con sứ giả đã. Sau đó là rồi có trụ luôn, đó rất hợp lý từ bên phía của Lissabon. Và bây giờ là cái tín hiệu biến trở về nhà tới từ Clear, liệu rằng có dịch chuyển xuống đánh con rồng không này. Con rồng này là con rồng mà Lissabon họ có cơ sở để tranh chấp được, bởi vì Rekton đang tương đối khỏe. Cụ thể là chiếc Clear đã hai món,
một mua Serac rồi, hai món rồi, và đại băng tiễn bắt đầu được thả ra. Zigu mất thanh tẩy và ui vòng ra phía đằng sau, con giả còn bốn, không con trước bạn con rồng còn 4.000 máu, chiều cuối được tung ra từ KL hất tung được một người, nhưng mà Zigu vẫn thoát ra và Clear đang muốn vòng đằng sau, đang muốn tìm kiếm Zigu, chắc chắn nạn nhân phải là Zigu rồi. Clear đã lộ vị trí, muốn làm ai chưa đây, nạn nhân có thể sẽ là Fiesta, tốc độ làm vào và tất cả mọi thứ dồn vào Fiesta. Fiesta anh ta chưa kịp tỉnh, anh ta về được với một chấm máu, cái gì phải lui ra nhưng đã có mạng rồi, là mạng đổi mạng, rồng thuộc về Nông Shin bởi vì họ tập trung đông người hơn ở trong khu vực hang rồng, và đó là chiêu cuối từ siêu vì đẩy được những người quan trọng của Lee Sunbok về. Rất may mắn dành cho Nông Shin Redfall khi họ vẫn còn một cú chiêu cuối để có thể giải quyết cái bài toán bọc sau của Lee Sunbok, đó là sứ giả phán quyết. Và Selvi không thể tuyệt vời hơn với một tình huống đẩy văng hai thành viên bên phía của Lee Sunbok về và tạo ra một cái khoảng trống để giúp cho bên phía của Nông Shin ăn rồng đổi mạng thành công đối phương, và sau đó là rút lui với bốn thành viên. Đấy, chúng ta cũng nhìn lại pha này, Fiesta gần như là chết chắc trong pha này rồi khi mà anh ta bị vây bởi gọi là một con Rayton trong tay của Clear, phun nộ, tốc biến đắp nộ và sau đó là đoạt mạnh băng thẳng vào. Fiesta mặc dù dùng cát lưu động nhưng anh ta vẫn phải lên bảng điểm số với sát thương cuối cùng thuộc về vị trí của Closer, nhưng may mắn cho Nông Shin các cái cú sứ giả phán quyết nó đẩy vang được hai con tướng chống chịu và hai con tướng tuyến đầu đến từ bên phía của Lee Sunbok. Lee Sunbok chỉ có được một mạng gỡ gạc ở trong pha vừa rồi sau khi họ để mất cho mình con rồng nguyên tố thứ ba, và là một tình huống ăn rồng để ngắt mạch rồng dành cho Nông Shin. Đó là một pha tranh khá là hợp lý từ bên phía của Nông Shin. Họ cũng không có nhiều cơ sở để thắng trong cái pha đó, vậy nên họ sẽ buộc phải làm điều gì đó thôi. Và rất tuyệt vời, Siêu Vi đã lên tiếng để giúp cho Nông Shin có được cho mình cái mục tiêu đầu tiên ở trong cái trận đấu này. Và bây giờ là tới lượt có người gặp nguy hiểm, đó chính là Wheeler dịch chuyển đến luôn từ Nông Shin. Họ tập trung cả 5 người lại, đưa ra chiêu cuối từ Wheeler, đang cố gắng bỏ chạy, vẫn bị dí theo, cả DNDN và cả Fiesta đều dí theo. Zigu tốc biến bỏ chạy, Wheeler vẫn đang cố gắng câu giờ nhưng Wheeler đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ câu giờ la vào, nạn nhân là Zigu. Zigu đang rất cô độc nhưng có sự hiện diện siêu vi. Siêu vi bảo kê không có nổi, các em tốc biến vòng kia bờ tường anh ta sống nhưng lại là mạng đổi mạng cho cả hai đội tuyển. Và thế lính ở khu đứng giữa đang có lợi hơn dành cho bên phía của Lee Sunbok, họ sẽ đẩy thẳng vào trong tình huống này khi Clear vẫn còn thần cá sấu và anh ta tạo ra một cái dàn chắn rất cứng cáp khiến cho Nông Shin phải đi một đường vòng rất xa. Mất lính dành cho bên phía của Nông Shin Redfall, và hãy nhìn về cách biệt lính mà Clear đang tạo ra so với lại Sante trong tay của DNDN kia. 40 lính chênh lệch ở khu vực đường trên. Còn đây là pha mà Wheeler mặc dù đã phải đầu tư cả tốc biến và quyền lực thiên nhiên nhưng rõ ràng cái góc này là góc mà anh ta không thể đào thoát được. Cái quyền lực thiên nhiên nó chỉ giữ chân được hai người mà thôi. Và tình huống mà Fiesta băng thẳng vào với các lưu động, anh ta đẩy văng Wheeler về và khiến cho người chơi đi rừng bên phía của Lee Sunbok phải trả mạng. Nhưng ngay lập tức là tình huống đoạt mệnh rất áp lực đến từ Closer, tốc biến dứt điểm Zhu, sau đó nhập hồn ngược về. Ngược hồn trở về. Và rõ ràng là quá khó dành cho Selvi để có thể bảo kê dành cho người chơi xạ thủ của mình trong tình huống như vậy. 8-6 dành cho bên phía của Nông Shin, nhưng như đã nói, Lee Sunbok là người làm tốt hơn ở khả năng kiểm soát bản đồ cũng như là kiểm soát mục tiêu lớn. Họ có được cho mình 2 trụ so với 1 của đối phương. Và tiền thì vẫn đang chênh một chút dành cho Lee Sunbok ở thời điểm phút 21 này. Ui, con sứ giả sẽ không có tác dụng tới từ bên phía của Lee Sunbok. Hơi đáng tiếc là họ không nuôi nó được và có thể là vì hết thời gian nên là buộc phải thả ra ở một cái thế nó hơi bị chưng hửng một chút. Nhưng rồi cũng không có vấn đề gì lắm bởi vì dù sao thì vẫn sẽ có cái công trình thứ 3 dành cho bên phía của Lee Sunbok. Và đây dù gì vẫn là tựa game đánh nhà. Và 3 công trình so với 1 vẫn đang giúp cho bên phía Lee Sunbok có được cái sự dẫn trước về lượng kinh tế so với cả Nông Shin. Mặc dù là thi thoảng giao tranh thì chúng ta thấy rằng là Lee Sunbok họ là người bị thua thiệt hơn. Nhưng mà đó, ở những cái đường quan trọng này, ở đường giữa và ở đường trên là một cái khoảng cách rất là lớn tới từ Closer và Clear so với cả Fiesta và DNDN. 40 lính, gần 50 lính chênh lệch ở vị trí đường trên. Fiesta cũng đang thua lính so với lại Closer với 20 lính chênh lệch ở khu đứng giữa. Đứng dưới thì mặc dù Zhu đang giữ một cái lượng farm tương đối là ổn nhưng rõ ràng đồ thì Daddy anh ta sẽ không thua quá nhiều khi mà lượng tiền đến từ trụ, lượng tiền đến từ rồng và những cái mục tiêu lớn mà Lee Sunbok ăn được ở trong giai đoạn đầu nó sẽ bù trừ đi rất là nhiều. Và chúng ta vừa được nhìn cái bảng tiền chênh lệch ở các vị trí đường. 1.600, 1.500 là những chênh lệch mà Clear và Closer đang tạo ra so với lại những người chơi phía bên kia chiến tuyến, và họ sẽ tạo ra hai cái cánh đẩy lẻ rất là khó chịu ở trong những cái phút giây tiếp theo. Nông Shin sẽ giải quyết bài toán đẩy lẻ của đối phương như thế nào đấy. Họ đang kéo Selvi lên trên để có thể hỗ trợ cho khả năng phòng ngự tới từ phía Star mà thôi, và đây là cú đại băng tiễn, chắc chắn là nó sẽ vào khoảng công rồi. Một chút cơ sở để mở giao tranh dành cho bên phía của Nông Shin, dù sao thì cũng một phần nào đó giải tỏa bớt cái áp lực mà Closer đang gặp phải khi mà rất có thể gặp phải trường hợp là 2-1. Trong khi đó thì một cánh đẩy lẻ khác của bên phía Lee Sunbok là Clear ở khu vực nửa giữa của bản đồ thì đang bị DNDN áp lực ngược trở lại. Sau khi mà có đồ rồi thì cái khả năng trục đường của DNDN sẽ được hồi lại một chút xíu, không còn bị quá là thua thiệt bởi Clear nữa. Và cái quan trọng là bây giờ này là 30 giây nữa sẽ có con rồng, vậy nên là sẽ buộc Clear phải ngay lập tức đẩy ngược trở lại và ép cho DNDN phải lui về.
sau đó là nếu như cần thì Clear cũng sẽ trở về nhà và sạc lại thêm một cho mình một chút đồ đi, có dịch chuyển và rất có thể là sẽ dịch chuyển trở lại để ra tranh ở hang rồng. Closer không có dịch chuyển nha, và anh ta làm gì sẽ cần phải làm nhanh để có thể về sạc lại cái lượng tầm nhìn, lượng mắt của mình cũng là lượng trang bị để có thể hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo, vẫn sẽ là ngưỡng rồng 3 dành cho bên phía của Limsabok, một con rồng bản lề sẽ rất là nguy hiểm nếu như đội hình này của Limsabok có được cho mình linh hồn rồng đất, có được cho mình Reacton và Maoka, những con đường chống chịu ở tuyến đầu rất mạnh và có thêm cả linh hồn rồng nước nữa, trước kể là Prom nữa, cái lượng chống chịu đến từ bên phía của Limsabok sẽ được cải thiện hơn rất nhiều so với lại bên phía của đồng sinh Rapport, và khả năng càn vào của cá sấu trong tay Clear vốn nó đã mạnh rồi, nay sẽ còn được tăng cường hơn nữa với linh hồn rồng này. Và rõ ràng rồi, đồng sinh cũng đã hiểu được yếu tố đó, họ đang đẩy khu đường giữa, họ áp lực ra cái mục tiêu còn lại là con Baron. Họ gửi đi một thông điệp rằng là nếu như các bạn ăn rồng thì chúng tôi sẽ tràn thẳng ra Baron. Có được cái cơ sở để có thể kiểm tra tầm nhìn rất là tốt tới từ Limsabok, bởi vì họ có Ash trong tay của Teddy. Và bây giờ này, Nongshim họ đang đứng trên một cái vùng tối không có tầm nhìn của Limsabok, và họ đang cố gắng câu kéo Limsabok ra. Nhưng cái trụ đường giữa, có thể là cái đĩa mặt trời của Fiesta đường giữa đã bể rồi, và sẽ là cái áp lực lính ngược trở lại khu vực đường giữa và yêu cầu Nongshim phải trở về và không dám đánh mạo hiểm nữa. Một con Baron khá là 50-50, lại cộng thêm là kèm cái việc đổi cái trụ hai đường giữa nữa, nó sẽ khá là mạo hiểm. Và Closer là người đang được cử ra để ăn một mình con rồng này, anh ta có dịch chuyển, anh ta sẽ tập trung lại được cùng với cả những đồng đội. Và tuy nhiên vẫn đang là một tốc độ ăn Baron không phải quá nhanh, nhưng có lẽ vẫn sẽ là vừa đủ từ phía Nongshim Red Force. Còn Baron còn một nửa cây máu. Lisbon họ không có tầm nhìn, à họ có rồi, họ đã nhìn thấy tung ra chiều cuối từ Wheeler và sẽ cần phải công tình huống lao vào. Wheeler ôi hạt tung nổ không qua tường, và anh ta đang chờ đợi tới người tốc biến lao vào, và Baron dành cho Jigu. Nhưng đây là Clear đang tràn lên tấn công, nạn nhân một lần nữa lại là Fiesta. Fiesta giữ chân lại và Wheeler đâm xuống rồi, nhưng Clear vẫn đang bơi cực kỳ khó chịu, bấm đồng hồ câu giờ. Và bây giờ làm tình huống lao tới từ câu giờ, Jigu tốc biến bỏ chạy. Jigu đang khá đơn độc nhưng sát thương chưa phải là quá nhiều, nhưng Teddy đã phải nằm lại rồi. Clear vẫn đang cố gắng bơi nhưng bơi không có nổi. Closer khép góc được Jigu, và đó chỉ là cái mạng duy nhất mà Lisbon họ có được mà thôi. Phá thông nổ rất fail đến từ Wheeler, và anh ta phải tốn cho mình một cú tốc biến lao xuống, và khi mà anh ta tốc biến lao xuống thì anh ta không còn công cụ để trở lên nữa. Đây chúng ta cũng nhìn lại tình huống này, tình huống thông nổ rất chấm hỏi đến từ Wheeler. Trời ơi, nếu như anh ta xuống với thông nổ thì anh ta có thể tốc biến ngược lên để tránh việc mình phải lên bảng điểm số quá sớm, khi mà bên phía của Limsabok thiếu người. Closer đi bộ ra một cái khoảng cách rất là xa, và anh ta dùng cái cú đoạt mạnh này chỉ lấy đi được tốc biến của Jihu mà thôi. Quay trở lại với tình huống giao tranh thì Clear mặc dù mạnh thì mạnh, nhưng anh ta cũng không thể 1 cân 3 cân 4 được. Và tình huống nằm xuống hai người đến từ bên phía của Limsabok, sau đó với mạng của Teddy cũng như là vị trí của Clear khiến cho pha Baron vừa rồi là thành công dành cho Nongshim Rapport, và họ tiếp tục hạ sát thêm một người nữa. Closer lên bảng điểm số, và đây sẽ là dòng nguyên tố thứ hai dành cho Nongshim Rapport. Nếu như ở trong trận đấu với cả Gen G nói rằng Limsabok họ không làm sai thì đúng, nhưng mà ở trong cái trận đấu này thì tôi không dám chắc 100% là như vậy nữa. Có thể có một vài tình huống xử lý micro, xử lý cá nhân hơi bị lỗi từ bên phía của Limsabok, và bây giờ họ để cho cái lợi thế quay ngược trở lại bên phía Nongshim rồi, và lượng tiền cũng đã chênh lệch bên phía Nongshim rồi. Cái câu hỏi được đặt ra bây giờ rằng là bao nhiêu công trình của Limsabok sẽ phải nằm xuống khi mà có bù lại Baron như này. Một con Baron Powerplay thật sự là quá tuyệt vời từ Nongshim, 4.500 vàng. Nongshim không sai, mà người sai ở đây là Limsabok. Họ quá ỷ y vào cái việc tự tin vào việc Closer có thể solo được rồng, và họ khiến cho bên phía của Nongshim đạt được cái thứ mà mình mong muốn, đó là con Baron đầu tiên để giữ nhịp trận đấu. TNN vừa rồi có những tình huống mà sử dụng cho mình mở đường và áp chế khóa tướng rất tốt. Anh ta khóa chết được Ash trong tay của Teddy ở trong tình huống giao tranh Baron, và sau đó là tình huống mà anh ta khiến cho con Yone trong tay của Closer cũng gần như là bất động nữa. Điểm vào cũng thứ 12 dành cho Nongshim Rapport, dòng nguyên tố thứ hai dành cho họ. Và liệu đây có phải là một tình huống lật lại 4 dòng nguyên tố với stack 4 dòng đất và linh hồn dòng đất dành cho bên phía của Nongshim Rapport hay không? Chúng ta quên mất rằng là nếu như Limsabok có được linh hồn dòng đất thì họ cũng sẽ rất là mạnh với Maokai và Reacton. Nhưng nhìn sang phía bên kia là một Sante với linh hồn dòng đất, cái sức càn lướt đến từ con tướng này, và đặc biệt là cái lượng sát thương được tạo ra với việc scale theo giáp và kháng phép đến từ Sante của DNDN nó còn khủng khiếp đến ngưỡng như thế nào nữa. Còn Peter thì sao đây, bắt vào Wheeler bị giữ chân lại, chiều cuối được bung ra đến từ vị trí của Jihu, và Wheeler là người bất tỉnh trong pha này với điểm hạ gục dành cho người chơi xạ thủ của Nongshim Rapport. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Jihu, như vậy thì cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Jihu bây giờ chắc chắn sẽ là nhỉnh hơn so với cả Teddy rồi. Teddy không được ăn mạng, thậm chí Teddy còn không được giao tranh cơ. Và đây chúng ta cùng xem lại pha này. Closer lao vào với một cái mong muốn tôi cũng không hình dung được cho lắm, nhưng anh ta bị giữ chân lại, anh ta không kịp thời nhập hồn của mình về lại được, và anh ta đi về nhà bằng đường hàng không luôn. Sau đó là chả có cơ sở gì để cho Lisbon họ tiến tới nữa.
mất con rồng, mất luôn thế trận ở khu vực đường giữa, bị tấn công vào cái trụ ở khu vực đường dưới và lại bỏ lại thêm một mạng dành cho xạ thủ của đối phương. Thật sự là Lisbon đánh không tệ ở trong giai đoạn ban đầu, khi mà họ là những người ăn được mục tiêu rất là tốt, họ ăn được 4 mục tiêu lớn ở trong giai đoạn ban đầu, họ ăn được 2 dòng 2 sứ giả và có được cái lượng trụ sớm hơn so với phía của đồng Sirafox. Cái cách triển khai của họ thực sự rất là chấm hỏi. Tôi vẫn không hiểu lắm cái quyết định macro khi mà để Closer solo dòng rồi sau đó bỏ bê khu vực hang Baron. Họ nghĩ rằng là Wheeler có thể tranh cướp trừng phạt đối phương và cái áp lực đến từ Ash trong tay của Teddy trong pha vừa rồi cũng là không đủ để giúp cho bên phía của Lisbon có một tình huống phòng ngự Baron thành công. Sau con Baron tiền tranh là rất nhiều. Trước Baron thì chúng ta thấy được cái lực tiền dẫn trước khoảng tầm đâu đó 2.000 dành cho bên phía của Lisbon. Nhưng bây giờ đang là một cái chênh lệch gần 3.000 tiền, chính xác hơn là hơn 3.000 tiền nhìn hơn đến từ Đông Sirafox. Một con Baron gỡ được hẳn hẳn 5.000 dành cho Đông Sirafox. Đúng thật là một cái lợi thế nó quá là lớn, ngay lập tức nó được đưa về cho các thành viên phía Đông Sim. Và đơn giản là họ chỉ cần nắm lấy thôi, cũng không cần phải làm gì quá nhiều cả, họ đánh đúng, họ đánh chuẩn. Có thể là ở giai đoạn đi đường họ bị thua thiệt một chút, nhưng cho tới những tình huống kiểm soát giữa trận, những pha giao tranh thì họ đang làm cực kỳ tuyệt vời. Và chúng ta thấy là chúng ta rõ ràng là khả năng giao tranh tổng của bên phía Đông Sim với cái đội hình như này là nhỉnh hơn, có phần nào đó nhỉnh hơn tương đối so với cả Lisbon bên phía kia. Vậy nên nãy giờ thực ra là họ cũng không ngại bất cứ một tình huống tập trung đông người nào cả. Và chính Lisbon bây giờ họ đang phải là gặp khó này, ở đường giữa không còn trụ hai, đường dưới không còn trụ hai, đường trên sẽ là mục tiêu bị tấn công. Và nếu như cái trụ hai đường trên bị khai thác xong thì đường ra Baron sẽ là vừa xa vừa tăm tối. Và tôi đồng ý, và để xem là Đông Sim Rapport họ sẽ triển khai với cái lợi thế đẩy đường của mình như thế nào. Tình huống Q3 thành công đến từ Ziu, đại băng tiến chắc chắn phải có người chắn, và người chắn là Peter. Quay lại trả luôn một cú chiêu cuối đến từ Ziu để giúp cho đồng đội của mình rút lui về. Không có gì xảy ra cả, chỉ là những pha chiêu cuối đổi chiêu cuối đến từ đôi bên mà thôi. Lisbon bắt hai chiêu cuối đại băng tiến cũng là quyền lực thiên nhiên, còn ở bên phía bên này là sợi xích tội lỗi được tung ra đến từ Ziu. Nhưng đó sẽ là pha giải tỏa áp lực tốt hơn đến từ bên phía của Lisbon ở cánh trên. Còn DNDN ở thời điểm hiện tại, mặc dù lính của anh ta thì vẫn đang có những sự thua thiệt nhất định so với lại Clear, nhưng nếu như về nói về tiền tổng thì tôi tin rằng anh ta cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều so với lại đường trên của đối phương đâu. Thậm chí là Sante là một chất tướng mà nếu như tính về giai đoạn late game thì nó sẽ áp lực hơn rất là nhiều so với lại một con thần cá sấu của Clear ở bên phía bên kia. 30 giây nữa với con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu, và đây sẽ là dòng bản lề dành cho Đông Sim Rapport hoặc là Lisbon để xem hai đội sẽ triển khai lợi thế của mình như thế nào ở khu vực này. Nhưng tạm thời sẽ đang là một tình huống đẩy ở cánh trên khi mà Selvi tăng tốc giúp cho Selvi giải tỏa áp lực, xa hơn là giúp cho Fiesta giải tỏa áp lực. Lia mất luôn cho mình tình huống chiêu cuối rồi, góc này thì đang là góc vòng sau đến từ Đông Sim Rapport. Họ có dịch chuyển đến từ DNDN nhưng cũng là dịch chuyển luôn đến từ vị trí của Clear. Hai đội tập trung năm thành viên rất nhanh ở cánh trên nhưng không có gì xảy ra cả. Tôi có một cái cảm giác rằng đây có thể sẽ là pha giao tranh cuối cùng tới từ cả hai đội tuyển. Nếu như mà nó gọn gàng dành cho một trong hai bên này. DNDN đang là người đứng đầu, đang cố gắng che chắn. Zigu clear nốt được lính ở khu đường giữa để giúp cho Fiesta dịch chuyển trở lại. Tốc độ ăn Baron của Lisbon không phải là quá nhanh. Teddy đang là nguồn sát thương chính thôi, nhưng con Baron đang bị bào máu cũng tương đối là nhiều rồi. Còn một nửa máu thôi, phải người lao vào. Zigu tung ra chiêu cuối, Teddy sẽ phải lùi ra rất xa. Clear đang phải che chắn. Chiêu cuối của Clear được tung ra, và bây giờ một tình huống lao vào từ Closer và ép cho một cái đồng hồ tới từ Zigu. Zigu đang cố gắng bắn ngược trở lại. Và đó là mất tinh thần tới từ Closer, buộc phải nhập hồn trở về. Clear cũng bị ao giao tranh. Và tạm thời chưa ai mới nằm xuống cả, con Baron vẫn đang được giữ máu. Zigu đang nhìn thấy được Clear ở đây, bắn người của Clear. Clear không còn thần cá sấu nữa rồi. Và Closer điểm tốc tiến lao vào, và Closer biến mất khỏi bản đồ. Zigu đang được bắn cực kỳ thoải mái từ đầu đến cuối, không ai cản Zigu cả. Thêm đó là cả Fiesta nữa, là cả DNDN nữa. Triple kill dành cho DNDN, và đúng thật là giao tranh cuối cùng rồi. Ván đấu chính thức đã có kết quả, tôi tin là như vậy. Baron thứ hai dành cho Đông Sim. Baron mang tên Đông Sim Rapport. Rõ ràng đó là con Baron có cờ của Đông Sim khi mà nó làm choáng thành công Closer. Closer đứng trong hang Baron, anh ta bị làm choáng bởi con sâu tím. Và con sâu tím mang tên Đông Sim Rapport thì không có cơ hội để Closer thoát thân. Và đây là tình huống mà Fiesta tìm kiếm Clear với pha xìa rất đau, lấy giáp thiên thần của đối phương và tỉnh giáp thiên thần lại thì đứng trong vòng tay của hai thành viên bên phía Đông Sim Rapport. Và thần cá sấu tốc biến đắp nổ ngay tức có thanh tẩy rất nhanh đến từ Ziu, và trong cái cách mà anh ta gây sát thương vào con cá sấu kia, quét sạch dành cho bên phía của Đông Sim Rapport. Và đây sẽ là pha đẩy thẳng vào với vừa loại Baron của họ, ít nhất là sẽ là một trụ thứ ba dành cho Fiesta. Lisbon đã làm đúng rồi, nhưng câu hỏi lại được đặt ra rằng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Từng những chi tiết nhỏ một và họ quăng đi ván đấu này thật sự là với một tốc độ khá là nhanh. Và bây giờ là vào tình thế rất khó rồi. Ba con rồng đất đã có dành cho Đông Sim. Con Sante và con Poppy sẽ cực kỳ khỏe trong mỗi tình huống giao tranh, nên chúng ta sẽ cùng xem lại cái pha này. Thần cá sấu của Clear
phải bật từ rất là sớm để anh ta có thể đứng chống chịu với một sát thương các thành viên bên phía của Nong Shim nhồi vào. Và khi không còn nữa thì là cơ sở để cho bên phía của Nong Shim họ tràn ngược trở lại. Jigu thì đã được Jigu tự bảo kê bản thân mình bằng cái đồng hồ nhỏ khi mà Closer lao vào, và sau đó chính Closer là người phải bỏ mạng ở trong hàng Baron. Đây Baron mang tên ông Siraphor, Closer đứng trong Baron đi làm choáng và tốc biến đuổi vai rất nhanh đến từ vị trí của Selvi, và sau đó là cái góc giao tranh và đó là tuyệt vời. Jigu free shot và con Sate trong tay của DM thì quá kinh dị với tình huống triple kill và phá quét sạch sau đó với tình huống tìm kiếm được clear ở bãi chim dành cho Fiesta. Anh ta bốc được giáp thiên thần, anh ta cùng với Jigu hạ sát thành công được người chơi đầu trên bên phía của Lissabok để tạo ra một pha quét sạch sau một lợi Baron. Và Nong Shim đang thực sự là trở lại ở nửa sau của ván đấu, ở trong ván đấu thứ nhất này. Niềm vui chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn là niềm vui sẽ xuất hiện trên gương mặt các thành viên của Nong Shim. Và trông có vẻ như vui là họ chứ đang có là thắng. Và bây giờ nào, rồi giao tranh ba cuối để thành công một người đều chính là Wheeler. Closer là và hất tốt được thành công Jigu rồi. Jigu vẫn hạ được thành công một người. Jigu vẫn còn đang sống và Jigu vẫn còn đang bắn. Teddy rất nỗ lực nhưng Teddy là bị focus vào rồi và anh ta nằm xuống. Jigu có giáp thiên thần, anh ta sống dậy, anh ta có thể sẽ bắn tiếp. Và Lip Sandbox họ không còn cơ sở để làm gì cả, họ buộc phải say máu, họ buộc phải lao vào, nhưng khi lao vào thì họ mới là người trả giá. Và 1-0 dành cho Nong Shim. EQ3 không được rồi, clear hồi lại kịp cho mình tình huống cắt vào sát. Anh ta vẫn đang cố gắng bỏ chạy nhưng DNDN dưới tới cầu luôn. Lính có cường hóa đến từ một loại Baron đang gây sát thương vào clear, và DNDN anh ta sẽ lùa không cho clear lùi về. Trong khi đó hai carry chính đến từ bên phía của Nong Shim Raphox đang đục vào, và đó là chiến thắng dành cho Nong Shim Raphox ở ván thi đấu thứ nhất. Một kịch bản mà thực sự rằng cũng rất là khó để có thể ngờ tới, nhưng đây chính là cái điều mà chúng ta đã nói về Lee Sunbok rồi. Cho tới giai đoạn giữa của ván thi đấu là dường như tất cả mọi thứ nó đã đổ bể hết luôn, không có một cái gì nó theo tính toán của Lee Sunbok cả. Họ không có những cái sai lầm nó quá lớn, nhưng mà từng cái sai lầm nhỏ một đã khiến họ phải trả giá bằng cả một ván thi đấu. Và huấn luyện viên Ryu chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều điều để nói với năm thành viên của Lee Sunbok. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng một ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại khi ván thi đấu thứ hai được sẵn sàng bắt đầu.